làm thế nào để nấu ăn cũng là thiền, làm thế nào để quét nhà cũng là thiền, làm thế nào để cắm hoa cũng là thiền, làm thế nào để chạy bộ cũng là thiền nhỉ. Và thậm chí nghe vợ chửi cũng là thiền, làm thế nào biết được. Nguyên tắc của thiền là các bạn thả lỏng toàn thân, thư giãn. Từ đấy các bạn thực hành rồi, đúng không? Nhắm mắt quay vào bên trong để quan sát thân tâm, rồi. Quán thân là quán hơi thở, quán nhịp đập, quán bụng phồng xẹp, quán nặng nhẹ của thân đè lên tay chân, nhịp đập của tim hồi hộp thật gấp. Các bạn cứ quan sát cái này. Ở đây lát nữa nếu có điều kiện mình sẽ đi thiền thử, dẹp hết ghế rồi chúng ta đi thử trong cái phòng này, để chúng ta quan sát cái thân của mình trong quá trình nó đi bộ, nó nặng nhẹ trên từng bước chân của mình nhé. Quán thọ là các bạn quán được cái cảm giác mặn ngọt khi ăn, mát nóng khi quạt nó chiếu, nó quay này, đau, tê, nắng chiếu này, nheo mắt, tất cả mọi thứ các bạn cảm thọ, cảm nhận lại nó. Rồi. Bây giờ chúng ta thử quán thân ở cái góc độ là nhanh chậm, nhanh chậm. Bây giờ chúng ta thực hành chậm trước nhé. Chậm trước là như thế này. Các bạn mỏi vai chẳng hạn, ngồi nãy giờ mỏi vai, các bạn lấy hai tay các bạn đẩy lên trên này, đẩy chậm thôi, nhắm mắt lại đẩy lên. Đó, đẩy lên. Đẩy thật chậm mà vươn hết vai, hai tay càng tốt. Rồi nhắm mắt lại, cảm nhận cái bờ vai nó đang được giãn ra. Cảm nhận cái bờ vai nó đang hơi đau đau. Hai tay nó càng chụm lại thì bờ vai nó mới đau. Cảm nhận được cái đau của nó, cảm nhận cái đau chính là quán thọ. Cảm nhận cái bờ vai nó căng cứng là quán thân. Thân nó cứng, nó mềm là cái thân của mình. Cảm nhận cái bờ vai nó mỏi và nó kêu răng rắc thì cái mỏi là quán thọ, cái kêu răng rắc là quán thân. Rồi các bạn lại hạ tay xuống, cứ đưa lên hạ xuống vài lần thử đi. Thử đi. Cái động tác này rất hay khi các bạn tập thể dục buổi sáng nhé. Thay vì chúng ta tập thể dục để cho khỏe thân thì chúng ta tập thể dục để khỏe thân và khỏe luôn cả tâm. Mình sửa tâm của mình luôn. Mình tập nhìn lại cái tâm của mình. Rồi. Bước thứ hai là các bạn thử lắc đầu xem. Lấy cái đầu này lắc thật chậm vào. Chỗ nào đau nhất thì giãn hết ra, lắc thật chậm vào. Nhắm mắt lại và quan sát cái sự mỏi của cái cổ, quan sát cái sự căng cứng của cái cơ, quan sát cái sự răng rắc của cái xương ở bên trong. Chỗ nào mà các bạn đau á, các bạn hơi lên gân một tí và đẩy cho nó đau lên một tí nữa và cảm nhận cái cơn đau thôi. Sự căng cứng của cổ là quán thân, cổ nó đau, nó mỏi là quán thọ. Rồi bây giờ đến phần nhanh chậm này. Nãy giờ là chậm nha, giờ mình đi nhanh thử nha. Nhanh này. Mỗi một bạn lấy một cái tay ra, chắc phải ngồi ngồi xa ra không là đụng nhau đấy. Các bạn tùy, các bạn ngồi nào thì tùy. Đây này. Các bạn lấy cái tay làm xoay này này. Hình dung được không? Xoay làm sao để đừng đụng nhau. Nhanh lên, nhanh lên, nhắm mắt lại, nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Nhanh nhanh, thôi chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, nhắm mắt lại, cảm nhận cái sự chậm của tay của mình. Cảm nhận cái sự chậm lại của mình. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 nhanh. Quay nhanh lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh lên. Rồi bây giờ các bạn tự nhanh tự chậm và cảm nhận cái tâm của mình. Lúc này không còn cảm nhận cái thân của cái xương ở bên trong. Chỗ nào mà các bạn đau á, các bạn hơi lên gân một tí và đẩy cho nó đau lên một tí nữa và cảm nhận cái cơn đau thôi. Sự căng cứng của cổ là quán thân, cổ nó đau, nó mỏi là quán thọ.
Bây giờ đến phần nhanh chậm này. Nãy giờ là chậm nhá, giờ mình đi nhanh thử nhá. Nhanh này. Mỗi một bạn lấy một cái tay ra, chắc phải ngồi ngồi xa ra không là đụng nhau đấy. Các bạn tùy, các bạn ngồi nào thì tùy. Đây này. Các bạn lấy cái tay làm xoay này này. Hình dung được không? Xoay làm sao để đừng đụng nhau. Nhanh lên, nhắm mắt lại, nhanh lên, nhanh. Thôi chậm lại, nhắm mắt lại, cảm nhận cái sự chậm của tay của mình. Cảm nhận cái sự chậm lại của mình. Rồi, nhanh lên. Quay nhanh lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, nhanh lên. Rồi, bây giờ các bạn tự nhanh, tự chậm và cảm nhận cái tâm của mình. Lúc này không còn cảm nhận cái thân nhá. Cảm nhận cái tay của mình mỏi nhưng cảm nhận cái tâm của mình nó có nhanh theo cái tay không? Khi mà mình lắc cái tay thật nhanh có cảm thấy cái tâm của mình nó gấp theo không? Rồi đến khi mình thả lỏng cái tay chậm lại có thấy cái tâm của mình nó bắt đầu nó từ từ lại không? Và nếu các bạn lắc thật nhanh thì các bạn sẽ thấy cái tim của mình nó đập nhanh lên không? Dừng cái tay lại đột ngột, đặt tay lên tim có thấy tim nó hồi hộp không? Nhắm mắt lại, hít thở, quan sát lại cái nhịp tim của mình có thấy sự hồi hộp trong đấy không? Thấy sự hồi hộp không? Có thấy hơi bất an, hơi hồi hộp trong tim của mình không? Chất tâm của mình nó chậm hơn nhịp tay hay bản chất là nó đi trước nhịp tay? Nó phải đi trước, nó ra lệnh cho cái tay lắc nhanh lên chứ. Nhưng vì chánh niệm của mình mạnh hay yếu? Yếu, tâm quan sát yếu. Đâm ra tay nó nhanh rồi mình mới thấy cái tâm của mình nó nhanh. Rồi đến khi cái tay nó chậm lại một lúc mình mới thấy cái tâm của mình nó chậm theo. Vì năng lực chánh niệm yếu, tâm quan sát còn yếu. Nó đi sau vấn đề chứ nó không đi trước vấn đề được. Các bạn tập mãi sẽ thấy khi các bạn ra lệnh cho cái tay nó nhanh lên là các bạn đã thấy cái tâm nó vận hành rồi. Thì cái này là phải cái người mà tập tu tập lâu mới làm được, nhưng còn mới các bạn chưa làm được đâu. Cái bài tập này nói lên điều gì? Các bạn tập cái này trong quá trình hít đất được không? Hít đất 5 cái đầu thật nhanh, 5 cái sau hít thật chậm. Và thậm chí buông ra không hít, đặt nằm sóng xoài lên trên giường, trên mặt sàn và quan sát lại nhịp đập của nhịp tim của mình, xem nó hồi hộp như thế nào, cảm nhận toàn bộ thân tâm của mình nó hồi hộp cùng với cái 10 cái hít đất thật nhanh đó. Chạy bộ này, ứng dụng buổi sáng chạy bộ này, chạy 100m chạy thật nhanh, quan sát từng bước chân thật nhanh nó gấp gáp, sau đó 100m còn lại là đi bộ lưỡng thức, thấy tâm nó chậm lại và nhịp tim nó đập vịch vịch vịch, cảm nhận cái nhịp tim đó. Đấy là quán thân đấy. Từng thấy nhanh chậm trong từng bước chân là quán tâm đấy. Tâm của mình nó ra lệnh làm cho cái chân của mình nó nhanh, mình thấy tâm nó nhanh theo. Sự hồi hộp, mình nhận ra nó hồi hộp là quán tâm đấy. Tâm nó đang hồi hộp, nó đang bất an. Các bạn áp dụng cái này trong quá trình băng ngang đường được không? Ngã tư rất đông người, các bạn băng ngang đường có một chiếc xe nó chờ đến, nó phanh kít một cái, nó bấm còi một cái bếp, các bạn giật bắn mình chạy vọt vào bên trong. Ngay lúc chạy vọt vào bên trong, các bạn vừa chạy mà vừa nhìn lại cái tâm của mình. Để chân thì vẫn nhanh, mà tâm thì chỉ mất mấy giây là nó bình an trở lại. Các bạn tập được cái này, sau này xe container đi bên cạnh các bạn không bị chết. Còn không các bạn sẽ bị chết. Nó bấm kèn một phát, run tay ngã xuống phát nó cán chết luôn. Các bạn để ý, nam và nữ ai hay bị xe container cán khi đi gần đó? Nữ. Vì xe container mà nó bấm còi một phát là giật bắn mình lên rồi, run tay té xuống chết ngay. Nam ít bị hơn vì nam bình tĩnh hơn. Bình tĩnh là năng lực của định đấy, năng lực của sự tập trung. Họ nghe bíp cái họ bỏ qua, họ vẫn tập trung lái. Còn các bạn hoang mang, các bạn ngoái cổ lại nhìn là ngã liền đó. Nên đây là cái bài lắc tay trông thì đơn giản, các bạn áp dụng được rất nhiều thứ để về mà tập nha. Ở đây không đủ rộng chứ, bao nhiêu người số lượng ít như này này,
mà hội trường rộng gấp đôi sẽ có rất nhiều bài tập cho các bạn tập ngay trong lớp luôn, bỏ hết ghế ra thực tập. Rồi tối nay về bật vòi nước nóng lên tắm, mà nói vòi nước nóng có những lúc thì nó không nóng và có những lúc thì nó nóng quá. Nó nóng quá mà nó không bỏng thì vui lòng đừng nhảy ra, mà quan sát sự khó chịu của mình, nó chống cự lại với cơn nước nóng, được không? Cảm nhận nó không bỏng thì ngay lập tức kệ cho nó xối, và mình quan sát cái tâm chống cự của mình, nhắm mắt lại nhìn cái tâm chống cự. Nó lạnh quá thì có phải mình cũng chống cự lại không? Mình chống cự lại cái lạnh, cũng không muốn lạnh, thì mình cũng quan sát lại cái lạnh đó, nó làm cho mình lo, làm cho mình sợ, mình quan sát lại cái lo lắng đó. Nha, rồi. Bây giờ chúng ta quán cơn đau này. Cơn đau là quán cơn đau và quán nhịn thở là hai quán rất dễ này. Quán cơn đau trước. Quán cơn đau các bạn hãy lựa trên cơ thể của mình chỗ nào mà nó đau nhất. Ví dụ ở bắp vế các bạn đau nhất, chỗ nào mềm các bạn véo mà thấy nó đau nhất, thử véo đi xem cái chỗ nào đau nhất thì véo. Bắp vế này nó đau nhất này. Một tay véo, một tay chịu đựng. Rồi vừa véo vừa nhắm mắt vào quan sát cơn đau. Cường độ cơn đau tăng dần, tăng đến cái ngưỡng gần như không chịu đựng được nữa thì giữ im. Quan sát cơn đau. Quan sát cơn đau là quán thọ. Quan sát cơn đau, quán cảm giác. Khi véo mạnh lên một chút nữa thì cơn đau nó không còn là thọ mà nó biến thành tâm. Tâm nó bắt đầu chống cự lại cơn đau. Nó bảo sao đau thế? Buông ra đi, đừng véo nữa, đau lắm rồi. Đấy là quán tâm đấy. Tâm nó bắt đầu chống cự lại cơn đau. Các bạn phải véo thử đi. Tự mình véo mình là khiêm tốn ấy, nhờ người bên cạnh véo nó sẽ chống cự nhanh hơn. Các bạn thực hành đi, cái quán thọ này quan trọng lắm nhé. Quán cơn đau. Thực hành đi. Thực hành thử vài lần đi. Tay bên này, tay bên kia. Thực hành thử đi. Thực hành cái này mà thực hành quen rồi, sau này đi bệnh viện bị ngã gãy chân không đau. Ngã gãy chân quán luôn cái chân đang bị gãy, nhìn thẳng vô cơn đau. Bị chảy máu, nhìn thẳng vô cái vết chảy. Tâm của mình nhìn thẳng vô cái cơn đau, mình vượt qua cơn đau. Quán cơn đau áp dụng rất nhiều chỗ đấy nha các bạn. Các bạn ngồi bị tê chân đau nè. Các bạn đi làm một cái việc gì đó mệt quá nè. Thả lưng xuống giường ê ẩm khắp người nè. Ngay lúc thả lưng xuống giường ê ẩm khắp người là vặn qua vặn lại, y như vặn cổ, vặn tay từ nãy, vặn qua vặn lại cho cơ thể nó giãn ra. Trong quá trình vặn, quan sát lại thân tâm của mình. Sau đó thả lỏng toàn thân và nhìn lại cái thân của mình, cảm nhận chỗ nào đau thì mình nhìn vô cơn đau, hơi lắc nhẹ nó một cái rồi buông nó ra. Chỉ bấy nhiêu thôi. Là các bạn học thiền trong lúc mà thả mình xuống giường mà cơ thể nó ê ẩm khắp người đấy nhá. Nên các bạn mới thấy hiểu chánh niệm, các bạn sẽ đưa được thiền vào trong đời sống. Lúc này thiền mới là đời sống được. Không hiểu được chánh niệm thì không hiểu được câu thiền là đời sống. Làm thế nào để nấu ăn cũng là thiền, làm thế nào để quét nhà cũng là thiền, làm thế nào để cắm hoa cũng là thiền, làm thế nào để chạy bộ cũng là thiền nhỉ. Và thậm chí nghe vợ chửi cũng là thiền, làm thế nào biết được. Thì các bạn không hiểu được mấy nguyên tắc này không đưa được vừa vào đâu.